Huấn luyện viên Philippe Chaussier rút gọn danh sách 24 cầu thủ tham dự vòng loại U19 châu Á 2020. Ngày hôm qua, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã chính thức công bố danh sách 24 cầu thủ U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á năm 2020, được tổ chức trên sân nhà sắp tới. Theo đó, 4 cái tên bị loại ở phút chót là thủ môn Trần Lâm Điều, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Bùi Tiến Sinh và tiền đạo Phạm Xuân Tạo. Đây đều là những cầu thủ đóng vai trò quan trọng khi còn chơi cho U18 Việt Nam dưới quyền huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Philippe Chaussier, họ lại không chứng tỏ được gì nhiều. Điều đáng chú ý khác là việc lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai chỉ có duy nhất một cầu thủ góp mặt ở đợt này, đó là tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi. Đây cũng là điều dễ hiểu khi thời gian gần đây, các lứa trẻ của Hoàng Anh Gia Lai không thể hiện được dấu ấn về chuyên môn, trong khi các trung tâm như Hà Nội, Viettel, PVF đã chứng tỏ được vị thế của mình. Ngoài ra, những cái tên đã thi đấu rất tốt tại GBS Bangkok 2019 vừa rồi như Huỳnh Công Đề, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Văn Tùng vẫn sẽ góp mặt ở giải đấu sắp tới. U19 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tham dự vòng loại U19 châu Á vào ngày 16 tháng 11. Ở trận đấu đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ đối đầu với U19 Mông Cổ. Tiếp đó vào ngày 8 tháng 11, đội sẽ gặp Guam, đến ngày 10 tháng 11 sẽ gặp Nhật Bản. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất. Theo điều lệ của giải U19 châu Á năm 2020, 11 đội Nhật Bản và 4 đội nhì xuất sắc sẽ giành vé tham dự vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan. Nếu chủ nhà Uzbekistan giành vé, giải sẽ chọn ra đội đứng thứ 5 trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vượt qua vòng loại. Báo Thái tiếc cho Văn Quyết vì bị huấn luyện viên Park loại khỏi đội tuyển Việt Nam. Nhận định về bảng danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11, truyền thông Thái Lan bất ngờ và cảm thấy khó hiểu khi Nguyễn Văn Quyết bị loại dù có phong độ cao. Tờ Sang Sport viết: "Thật kỳ lạ, đội tuyển Việt Nam loại tiền đạo 28 tuổi đang có phong độ cao để giành chỗ cho chân sút 34 tuổi. Sau khi Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định loại Văn Quyết và Anh Đức để nhường chỗ cho lứa trẻ. Tuy nhiên, Anh Đức đã có cơ hội trở lại, còn Văn Quyết vẫn không được triệu tập lên tuyển Việt Nam thi đấu tại Asian Cup cũng như vòng loại World Cup 2022. Điều gây tranh cãi là việc Nguyễn Văn Quyết đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây. Anh đã đưa Hà Nội FC giành cú đúp danh hiệu quốc nội và lọt vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Phát biểu mới đây, Nguyễn Văn Quyết đã thừa nhận rất tiếc nuối vì không được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ: "Thật sự rất tiếc khi tôi không được gọi lên đội tuyển Việt Nam, nhưng tôi đã làm hết sức ở câu lạc bộ. Hầu như giải đấu nào cũng ghi bàn thắng. Những người kỳ vọng đã nhìn thấy tôi làm được gì. Không chỉ là công thần giúp Hà Nội FC bước lên ngôi vô địch V-League 2019, Nguyễn Văn Quyết còn giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, việc anh không có chỗ đứng tại đội tuyển Việt Nam là do yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo." Ông Park từng đánh giá về Văn Quyết: "Có nhiều người hỏi về trường hợp của Văn Quyết. Quyết là cầu thủ tài năng, nhưng chiến thuật ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia có khác nhau. Tất nhiên cơ hội luôn luôn có, nhưng với một cầu thủ chơi tốt ở câu lạc bộ không có nghĩa chơi tốt ở đội tuyển quốc gia. Tôi tôn trọng, thừa nhận tài năng, đánh giá Quyết là cầu thủ tốt, nhưng lý do tôi không gọi chỉ là ở trên mà thôi." Cựu huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Sau chuỗi thành tích bết bát vừa qua của đội tuyển Indonesia, tương lai của huấn luyện viên Simbang Mcmanamy gần như đã được định đoạt. Việc rời khỏi chiếc ghế nóng tại đội tuyển Indonesia của huấn luyện viên người Scotland chỉ là vấn đề thời gian. Ngay từ lúc này, Hiệp hội bóng đá Indonesia đã lên phương án tìm người thay thế. Không lâu sau khi được bầu vào ghế chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia, việc đầu tiên mà ông Muhammad Iriwan dự tính sẽ thực hiện là tìm kiếm một huấn luyện viên đẳng cấp cho đội tuyển quốc gia. Hai cái tên mà ông nhắm tới là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia Luis Milla và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 Shin Tae-yong. Trong số đó, Shin Tae-yong được đánh giá cao hơn hẳn, và bản thân Indonesia cũng muốn học theo mô hình của bóng đá Việt Nam, Thái Lan sau những thành công của hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Akira Nishino. Tờ báo thể thao nổi tiếng của Indonesia Bola đánh giá rất cao tài năng của huấn luyện viên người Hàn Quốc và cho rằng ông ấy có thể sẽ hồi sinh được đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo. Không cần bàn cãi về đẳng cấp của huấn luyện viên Shin Tae-yong, ông ấy giúp U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2016 và vào đến tứ kết Olympic Rio. Sau đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đưa U20 Hàn Quốc lọt vào vòng 16 đội tại U20 World Cup 2017. Gần đây nhất, Shin còn giúp Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2018. Với những thành tích như vậy, huấn luyện viên Shin Tae-yong xứng đáng là huấn luyện viên của đội tuyển Indonesia.
Nếu được chọn, Shin Tae-yong sẽ là huấn luyện viên châu Á đầu tiên đến huấn luyện đội tuyển Indonesia. Trước đó, Hiệp hội bóng đá Indonesia PSSI cũng đã từng nhắm tới cựu cầu thủ Barcelona, huấn luyện viên Giovanni Van Bronckhorst, cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, với những diễn biến hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-yong đang là ứng cử viên hàng đầu để thay thế cho ông Simon McManamy. Được biết, tương lai của huấn luyện viên người Scotland sẽ được ông Mohammad Idrawan phân tích và đưa ra quyết định trong vòng 1 hoặc 2 ngày tới đây. Bóng đá Indonesia lúc này đang rất cần một nhà cầm quân đẳng cấp để thay thế huấn luyện viên Simon McManamy sau chuỗi trận bết bát vừa qua tại vòng loại World Cup 2022. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội tuyển Indonesia đang xếp cuối bảng G khi chưa thể giành được điểm số nào và đã hết hy vọng đi tiếp. Thirasin Dangda nhận định Malaysia đáng lo hơn Việt Nam. Thirasin Dangda cùng các cầu thủ Thái Lan đã hội quân từ ngày 31 tháng 10 để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022. Ngày 14 tháng 11, họ sẽ đến làm khách trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia. Sau đó 5 ngày sẽ là chuyến hành quân đến sân vận động Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Thirasin Dangda nói: "Chúng tôi phải nghĩ tới Malaysia trước tiên. Đối đầu với họ không phải chuyện đơn giản. Những lần Thái Lan tới Malaysia làm khách, chúng tôi gần như không thể tấn công. Do đó chúng tôi phải tập trung, làm việc chăm chỉ để mang kết quả tốt nhất về nhà. Chúng tôi có điều kiện để hồi phục thể chất sau một mùa giải khó khăn ở câu lạc bộ. Nhìn chung, các bài tập hiện tại không quá nặng và giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho các trận gặp Malaysia và Việt Nam. Ở hai trận đấu gần đây nhất khi Thái Lan đối đầu với Malaysia tại bán kết AFF Cup 2018, đội bóng xứ sở chùa vàng đều không thể giành chiến thắng trước đối thủ. Trận lượt đi trên sân Bukit Jalil kết thúc với tỷ số hòa không đều. Sau đó ở trận lượt về, Thái Lan bị đối thủ cầm hòa 2 đều và bị loại bởi lượt bàn thắng trên sân khách. Đội tuyển Malaysia đang rất khát điểm sau 2 trận thua. Họ mới chỉ có duy nhất một chiến thắng trước Indonesia trong ngày ra quân. Nếu không thể đánh bại Thái Lan ở trận đấu này, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Tan Chang Hue tại vòng loại World Cup 2022 sẽ giảm đi đáng kể.